Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay thì Hoa có mặt ở xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để quay ba của Hoa cưa thêm ba cây dừa nữa. Hôm qua với hồi sáng thì ba của Hoa có cưa của nhà bên kia là 7 cây dừa với 2 cây xoài. Đối diện thì bác có nhờ ba của Hoa cưa thêm mấy cây dừa nữa. Chứ đường làm xúc dây giật mấy cưa rồi, giờ đang sửa lại. Đây có nhiêu đâu mà giật. Đọc đi con ốc rồi hả? Không cái nắp á. Không nào, chặt nè. Rớt rồi chưa? Cưa cho bác này. Mới rớt rồi đó. Cưa đây cưa kêu thêm hai chỗ nữa. Ba cây dừa, một chỗ ba cây dừa một chỗ. Hai cây dừa. Vậy giật có chút xíu. Ba cây dừa này cũng ngay cái mấy cái lu chứa nước. Không biết ở đây có bị mất nước không, ngập mặn rồi không, hay thấy chứa nước là nhiều lắm quý vị. Đây là chuột nhiều lắm là được. Chân lùi hả ba? Chuột sóc nè. Nó nổi mèo á. Mèo nó giỡn. Mèo đó. Mèo. Thấy cái vô con bút dài ăn cái đó. Bắt hả? Bắt mấy con mèo này. Thịt mèo dữ vậy đó. Khẩu vị của mấy ông nhậu. Đây Hoa thấy nguyên hàng 4 cây luôn. Nhưng mà cây đằng kia là của người ta. Bác nhờ ba của Hoa cưa đừng có gớt qua bên kia. Bên kia trồng mấy cây ổi. Con cố gắng rồi gớt bên đây thôi. Bác nhờ ba của Hoa cưa xích lên trên thôi để cho đỡ cho anh em khỏe, cho anh em đỡ dọn dẹp ha. Uống cái trời ơi cũng đâm nhân mắt thành bóp. Kêu em có mà thổi bụi giùm chứ đừng nói chơi dắt nguyên cục đàm vô trong con mắt. Mày về đỡ sống không? Sống rồi, lại sống chịu nổi luôn. Cái miếng li ti nhỏ xíu mình không thấy. Có bự. Bằng cái đầu cái tâm á, bự hơn chút. Bự hơn cái tâm đó hả? Ờ. Sao chú không đem con mắt đi rửa luôn. Đi kia. Nó là chủ nhà mà chủ quán không giữ thiệt mà muốn đuôi luôn không? Mấy cây dừa này nằm bên hông nhà chắc là bác sợ trời mưa bão hay ngã nên nhà ba của Hoa đúng. Hình như bác nói là mấy cây dừa bên kia với mấy cây dừa bên đây với mấy cây với hai cây dừa kia nữa là trồng cùng một lúc á, đốn cùng một lúc luôn. Sinh tử cùng nhau luôn. Có đến tàu khô lắm chứ được.
Cây dừa nằm sát với hàng rào, lá quanh kia hết trơn. Nửa tàu, nửa phần thân tàu ở bên kia. Ở những video trước thì Hoa cũng có giới thiệu là ở gần đây thì gần với sân bay quốc tế Long Thành, ở đây thì xã Long Hưng. Đây còn thiếu vài hộ gia đình nữa mới lên thành phố được, mà chưa đủ. Sân bay quốc tế Long Thành thì cách đây 32 km. Ba cũng hơi kiểm tra dừa có tươi không, dừa tươi thì cột xuống, dừa lắc nước, dừa nạo thì cưa cho nó rớt xuống luôn, nó không bị bể vỏ. Ngắn dữ chú được. Nắng ở đây không biết đường canh luôn. Đứng hồi nắng có chút xíu mà chá lạc mắt luôn rồi. Mới có hoa cưa ghi người cột vô hoài kia luôn. Ôi, nhà tươi mà có hai trái. Trước giờ đường ơi, lúc sao nói dây ăn gian lần đầu. Qua tăng sơn lên ở phía trên. Đang dưới.
là có Hòa cũng gắng cố gắng dục vào phía trong bên vườn bên đây, không có cho qua vườn bên kia. Mà cô Hòa cưa từ từ chậm chậm để điều khiển. Được nha, giãn nha. Có sao không? Đấy, đi xin cũng đá hôm nay đi rồi. Có lỏng có gì không? Nó hơi giãn gần chút thôi chú. Ngoài cũng hơi ngột sáng với lại trời mây trắng, không có coi trồng xanh nhìn có thu gì. Ngay góc nha, động bên đây không nước nha, động không nước này nha. Có cây cây không chú? Ống nước là ống thun. Không sao. Chưa tới. Này cái ống nước. Ống nước có kê sẵn rồi. Không có tặng gì á. Chưa tới, bác coi chưa tới. Lộn đầu. Cái củ hủ dừa ba con Hoa cưa ra riêng à. Quay phim chắc đen. Nền xuống dội hả? Điện chát. Thank you.
gần xuống dưới và con Hòa điều khiển được rồi, nên cưa lóng dài hơn chút xíu cho khỏe hơn. Dục dây lên. Ủa? Đấy. Nhà bác nhờ cưa cao cao á, trên hàng rào hay là sao? Trường khúc cao lên trên bài. Trường khúc cao lên trên. Bác nhờ cưa cao cao lên ngang ngang hàng rào rồi. Cái hàng rào đưa đó. Để làm sầu đồ hả? Bác sợ anh em cực. Đâu có gì đâu cực. Là không biết dọn đâu để đại à. Hôm nay dục bỏ hồi không có chỗ dục nữa. Cưa mấy lóng dài dài không? Lóng này có 2 mét. Ô, hầm quá trời hầm luôn rồi. Mới đầu cái thôi không luôn á. Ô. Cái nó mà hôi không? Chúc quý ân nhân mà mạnh khỏe nha. Có nhiều người đó bác. Nhờ kéo phụ. Ta có đồng tích cực lên lên cây chính này. Cây chính giữa chích trước chìm này. Mà cô Hòa cưa hai cây hai bên trước, cây chính giữa trở lại. Chút cưa sau. Là hai cây giữa bên kia là của cái bên này. Bài nữa. Sân bay quốc tế mà chú. Quốc tế là đi nhiều nơi. Sân bay lớn nhất luôn á. Dạ. Hình cánh sen nữa. Dự án bự luôn á.
cưa máy cưa bình nóng quá, bình không vô, sử dụng máy cưa xăng. Ba cây dừa này thì cây nào bác cũng nhờ ba của hoa cưa cho nó góp về bên đây hết, không sao góp bên kia. Như là ba của hoa muốn cưa phía bên kia để chút nữa có thể kéo cái bằng đầu dừa qua bên đây á. Cái đường lót vậy để chút cưa lóng ra nó đỡ bị dính trúng cát đá nè. Cưa quay ngược sáng đang vui. Chú đừng đứng dưới cái tàu lót hoài á, bác sợ.
hồi có hoa cưa dưới gốc luôn kìa. Nó mini. Cười quá chạy cái dừa rồi. Hồi nãy đựng xuống. Chạy đi vậy đó. Dừa lẫn khúc vậy đó. À, chị dừa lên hả? Ờ, chứ cắt mình chắc, chắc. Đâu có làm cái gì đâu mà chắc ngắn chi mất tâm. Chắc cái dừa đó là lẫn răng răng xăng xào đồ á. Sáng ngày xào đồ. Chắc ba quên à. Ủa sao đi xuống. Để cho nó bục từ từ ha. Ừ, bục từ từ cái đó là thả ra, đâu có còn cái gì nữa đâu mình thả. Chứ đâu có trồng cái gì đó. Dạ. Cũng đâu có làm gì. Mình bò bó cái thanh long bên đây bò giúp có trái các bạn. Ừ, thanh long cái gì nha. Nó ngang ngang mấy to nữa mà. Giùm ba con ngồi dắt lên luôn. Không, hai cây cưa hai cây này thì nắng rất là nhiều nhưng mà cũng sợ nguy hiểm khi ngã vào mái nhà. Ba con hoa đi xoay xoay theo cái sóng lưng của cây dừa. Cái dây giùm ba con chứ. Cái gì lên nặng ra chứ rồi. Đầu dơi bay quá trời kìa. Con hoa kiểm tra dừa có bị khô không?
cây dừa nằm gần gần với nhau á, bởi vì nó nghiêng nghiêng ngược nghiêng xuôi rồi tùm lum nha. Thôi có hoa cột cái quà dừa tươi rồi. Ba con hoa cưa dừa có mấy bác ở phía trước coi ba con hoa cưa cây. Khán giả xem, khán giả xem trực tiếp luôn. Mấy cái tàu ở phía ngoài á, ba cô hoa cưa dịnh lại từ từ là đừng cho qua bên vườn bên kia. Đó lại tắp được.
đó, cái mấy hàng rào ba của Hoa mới cột dây cưa cái lóng dài dài chút. Không ăn gian được. Như gần hết xăng rồi, gần hết xăng, nó không có cái phao, nó không có xuống xăng đều, nó bị ngợp. Ba con Hoài có lấy tay đỡ phụ ra phía ngoài. Hầm quá trời hầm. Bế xe vô công. Hay quá trời, tàu vừa nãy giờ chưa có cưa ra khúc khúc được nè. Bà con Hoa cũng đã cưa xong rồi. Tay chú Đường thì cũng hơi đau á, nhờ em của Hoa cưa ra giùm. Bà con Hoa mới vừa cưa xong rất là mệt nè. Giật mấy cưa dùng. Nè, nãy bác Năm nhờ ba của Hoa cưa ba cây dừa, còn cây dừa nhỏ này bác Năm nhờ ba của Hoa cưa bỏ luôn. Cái Đường đang cưa hả đó. Ở đây có cái đường dây điện văng ngang vào nhà, dây điện cái á. Chơi gì? Nó hơi hơi à. Cái tàu dừa giống bị muối bẹ quá vậy chú. Mấy khúc dừa đằng kia chú Đường cưa để lóng dài dài chứ không cưa ra từng khúc nhỏ nhỏ, bởi vậy cưa mau. Nãy giờ cưa cũng xong rồi, cưa luôn cái cây dừa phía trước nè. À, ba của Hoa cũng đã cưa thêm được 4 cây dừa cho nhà bác Năm. Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.